Sáng nay 25 tháng 9 tại Hà Nội, Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình, Bộ Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Bayer tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới 26 tháng 9 với chủ đề Lợi ích của tránh thai và trách nhiệm của chúng ta. Hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức và kiến thức cho cộng đồng về nguyên nhân của việc mang thai ngoài ý muốn, phá thai không an toàn, lợi ích của việc tránh thai, kêu gọi sự quan tâm và nỗ lực hơn nữa từ các cơ quan có liên quan, các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ. Tại hội nghị, Tổng cục Dân số Kế hoạch gia đình cho rằng việc phòng tránh thai hiệu quả an toàn mang lại rất nhiều lợi ích, giúp người phụ nữ chủ động trong việc sinh con, tránh được những tai biến sản khoa và bệnh lây truyền qua đường tình dục, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. Hệ thống y tế và dân số tại Việt Nam trong thời gian qua đã có nhiều cải thiện trong cung cấp dịch vụ tránh thai cho người dân. Tuy nhiên, vẫn còn những khoảng trống tồn tại trong cung cấp dịch vụ kế hoạch gia đình. Hàng năm vẫn có từ 250.000 đến 300.000 ca phá thai cứ 1.000 phụ nữ có thai thì có 24 trường hợp ở tuổi vị thành niên. Trong 1.000 ca phá thai thì có 15 trường hợp ở tuổi vị thành niên. Kết quả điều tra biến động dân số và kết quả gia đình thời điểm ngày 1 tháng 4 năm 2016 của Tổng cục Thống kê còn cho thấy cứ 100 ca phá thai của phụ nữ ở độ tuổi từ 15 đến 49 đang có chồng thì có 62 ca là mang thai ngoài ý muốn. Trong khi đó, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, mỗi năm dân số Việt Nam tăng thêm gần 1 triệu người trong những năm tới. Số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 15 đến 49 sẽ vẫn còn tiếp tục gia tăng và dự báo sẽ đạt cực đại vào năm 2027 và 2028, nhu cầu sử dụng các phương tiện tránh thai vì thế cũng tăng.